cho rằng là với cái chính sách là điều hành chính sách về tài khoá, chính sách tiền tệ đơn cử cụ thể, chúng ta thấy rằng lãi suất điều hành đã xuống từ 6,5 đến 8,2% cho các ngân hàng Big Four, BIDV, Vietcombank, Vietcombank để cho người cho vay mua nhà đó. Đây là một cái rất là tích cực về mặt điều hành cái lãi suất cũng như là tăng mạnh cái đầu tư công và giải ngân. Và Thành phố Hồ Chí Minh có cái chính sách có cái chiến lược chiến dịch, không biết anh chị có nghe, 60 ngày để về đích đó, tới ngày 31 tháng 12 á, Thành phố Hồ Chí Minh á, để tăng cái nguồn mà giải ngân công. Vậy thì tôi nghĩ rằng đây là một cái quyết sách nó khá là tích cực và cũng khá là pushing để mà chúng ta thấy rằng là cái nỗ lực giúp cho tổng thể của nền kinh tế nó phát triển các tích cực, tại vì đầu tư công rất là quan trọng cho một nền kinh tế. Thì như vậy chúng ta sẽ hình dung là với cái mục tiêu tăng trưởng trên 6,2% GDP của năm này, 6,5 tôi nhớ 6,7 gì đó, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt được trong cái kỳ vọng là chúng ta đang đặt ra là 6,5% chúng ta đạt được cái thứ hai. Thì nếu mà nền kinh tế chúng ta đạt được cái mức tăng trưởng trên 6,5% trong nhiều năm qua, thì cái gạch đầu dòng thứ ba là cái nguồn lực kinh tế và công ăn việc làm của người dân, nó sẽ là một điểm cộng để người ta có thể là lo cái bài toán an sinh, trong đó bài toán nhà ở. Do vậy thì cái gạch thứ ba đầu dòng nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế, và như vậy là tôi hy vọng rằng là cái thị trường bất động sản sẽ nằm trong tầm sách, bởi vì là những cái gạch đầu dòng liên quan đến vĩ mô nó sẽ tác động đến cái thu nhập của người dân và dẫn đến là cái nhu cầu an sinh là cần thiết, an cư là cần thiết. Tôi chỉ dừng ở đây.